Tại sao sư tử, hổ và những con thú ăn thịt khác trong sở thú hiếm khi được ăn thịt lợn? Các bạn nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo, đồng thời bật thông báo từ app YouTube để ủng hộ mình nhé. Nhiều người thích đến sở thú để xem các loài động vật hoang dã khác nhau. Những con vật này bao gồm sư tử và hổ. Tất cả đều là những loài ăn thịt thuần túy. Trong vườn thú, sư tử, hổ, báo và các loài động vật hung dữ khác chủ yếu ăn thịt sống. Chúng ta thường thấy nhân viên vườn thú cho chúng ăn nhiều loại thịt khác nhau như thịt bò, thịt cừu và thịt gà. Nhưng bạn có để ý rằng những người chăm sóc chúng dường như hiếm khi cho chúng ăn thịt lợn. Tại sao lại như vậy? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ăn quá nhiều thịt lợn? Do sự khác nhau về cấu trúc sinh học, đặc biệt là về hệ tiêu hóa, nhiều loài động vật có thể tổng hợp những axit béo chuỗi rất dài từ các axit béo tối cần thiết, nhưng nhiều loài không có khả năng đó. Trong cơ thể chúng không sản xuất được các enzyme cho nhiệm vụ này, chẳng hạn như tiêu hóa thực vật, và vì vậy chúng được gọi là các động vật ăn thịt bắt buộc, và chúng bắt buộc phải lấy các axit béo dài từ thức ăn nguồn gốc là động vật, hay nói gọn là buộc phải ăn thịt. Thói quen ăn uống của động vật ăn thịt. Hổ, sư tử và các loài dã thú khác chủ yếu ăn thịt. Sau một thời gian dài tiến hóa, hệ thống tiêu hóa của chúng chỉ có thể thích ứng với thịt. Chúng có hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, có thể dễ dàng bắt, cắn và tiêu hóa con mồi. Các loài động vật khác nhau tiêu hóa thịt khác nhau. Ví dụ, sư tử và hổ là động vật ăn thịt có hệ thống tiêu hóa mạnh mẽ, có thể tiêu hóa tất cả các loại thịt. Trong khi gấu là động vật ăn tạp, chủ yếu ăn thực vật và cũng ăn một số con mồi sống hoặc xác thối. Sư tử là động vật ăn thịt bắt buộc. Chúng cần 7 kg thịt một ngày. Thành phần chính trong chế độ ăn của chúng thường là thịt của những loài động vật có vú lớn. Con mồi của chúng bao gồm ngựa vằn, linh dương đầu bò, trâu rừng châu Phi, hươu cao cổ, hà mã trưởng thành và thậm chí là voi gần trưởng thành. Mặc dù voi trưởng thành là quá nguy hiểm cho chúng khi chúng muốn đấu sức với nó, nên sư tử thường nhắm những con voi con để săn bắt. Thức ăn chủ yếu của hổ là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, lợn rừng, trâu. Tuy nhiên, chúng cũng có thể bắt các loại mồi cỡ to hay nhỏ hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Hổ là một trong số nhiều loài động vật ăn thịt nằm ở mắt xích cuối cùng của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái tự nhiên. Tình hình là mình mới tạo trang web aogodzilla.com có bán áo Godzilla cũng như các loại khủng long. Các bạn có thể mua áo ủng hộ mình tại đây nhé. Đặc điểm của thịt lợn. Thịt lợn là một sản phẩm thịt phổ biến mà con người thường ăn. Tuy nhiên, thịt lợn có một số điểm khác biệt so với các sản phẩm thịt khác. Trước hết, hàm lượng chất béo trong thịt lợn tương đối cao. Thành phần axit béo trong thịt lợn tương đối đơn giản, dễ dẫn đến chế độ ăn uống của con người mất cân đối. Thứ hai, trong thịt lợn sống có một số ký sinh trùng. Nếu không được chế biến kỹ, sẽ rất dễ lây nhiễm các loại bệnh cho con người. Ngoài ra, trong thịt lợn còn có thể chứa một số chất hóa học như clenbuterol, cũng tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người. Tác hại của việc ăn quá nhiều thịt lợn đối với thú dữ. Mặc dù thịt lợn cũng có thể được coi là một trong những thức ăn của thú ăn thịt, nhưng trong vườn thú, người chăm sóc thú rất ít khi sử dụng thịt lợn để nuôi các loài thú như sư tử và hổ, chủ yếu là do các nguyên nhân sau. Thịt lợn có nhiều chất béo và chứa một thành phần axit béo duy nhất, khiến thịt lợn khó trở thành một trong những thức ăn chính của thú săn mồi. Những loài thú ăn thịt không chỉ cần protein và chất béo, mà còn cần các chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như vitamin và khoáng chất. Thịt lợn chứa một số loại ký sinh trùng, nếu không được chế biến kỹ càng, dễ gây ra nhiều loại bệnh. Đường tiêu hóa và hệ tiêu hóa của dã thú mỏng manh hơn so với con người. Một khi nhiễm bệnh, rất dễ dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Thịt lợn có chứa một số hóa chất, chẳng hạn như clenbuterol, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con thú. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng nếu một số động vật ăn thức ăn có chứa các chất hóa học như clenbuterol trong thời gian dài, có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như run cơ, suy nhược thần kinh và các bệnh tim mạch. Nhu cầu dinh dưỡng của động vật ăn thịt. Nhu cầu dinh dưỡng của dã thú khác với con người, chủ yếu cần thức ăn giàu đạm, giàu chất béo, ít tinh bột. Điều này chủ yếu là do những con thú có kích thước lớn hơn và vận động nhiều hơn, đòi hỏi nhiều năng lượng và chất dinh dưỡng hơn để duy trì các chức năng sinh lý của cơ thể. Đồng thời, dã thú cũng cần một lượng nhất định vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác để duy trì sức khỏe. Những người chăn nuôi trong sở thú sẽ chọn các loại thức ăn khác nhau tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của các loài thú khác nhau
và thường cung cấp nhiều loại sản phẩm thịt khác nhau, chẳng hạn như thịt bò, thịt cừu, thịt gà, v.v. Để đảm bảo sức khỏe cho chúng, người chăn nuôi thường bổ sung một số vitamin, khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác cho chúng. Để ngăn ngừa bệnh tật và duy trì sức khỏe, các con thú cũng sẽ trải qua nhiều cuộc kiểm tra khác nhau một cách thường xuyên. Clip giải thích lý do tại sao thịt lợn ít được sử dụng đối với động vật ăn thịt sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký nếu bạn yêu thích khám phá thế giới động vật nhé. Xin chào tạm biệt.